Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoài Vân. Thì sau khi mà Vân tham gia cái thử thách tạo ra kịch bản triệu view của anh Lê Chí Linh ấy, thì hiện tại Vân đã có 1,7 triệu người follow trên kênh TikTok rồi. Từ khi mà Vân có cái lượng người follow ổn định như vậy này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái công việc kinh doanh của Vân. Trước kia nếu như mình muốn tìm kiếm khách hàng thì đương nhiên là mình phải bỏ chi phí ra marketing rất là mắc tiền đó. Và từ khi mà Vân có cái thương hiệu ở trên TikTok, có một cái lượng người follow nhất định rồi ấy, thì khách hàng tự tìm đến với Vân, và cái doanh thu của Vân hiện tại nó cũng đã gấp rất là nhiều lần so với lại trước kia. Và thực sự ấy, thì cũng có rất là nhiều bạn ấy hỏi Vân là ừ thế như vậy thì trước khi mà bắt đầu mình làm ấy thì mình gặp những có khó khăn gì. Thì thực sự là lúc đầu Vân mới làm thì Vân cũng e dè, tại vì thực sự là Vân thứ nhất là rất là nhút nhát này, không có dám đứng trước đông người này, kèm theo đó là cái giọng nói của Vân chưa hay, diễn xuất cũng chưa ok lắm. Nhưng mà anh Linh động viên Vân là em cứ làm đi, khi mà mình nỗ lực hết sức ấy thì chắc chắn là thành công sẽ đến với mình. Và từ đó thì Vân đã có động lực và bắt tay vào làm những cái kịch bản video, và hiện tại thì Vân đã rất là thành công với nó rồi. Nên là những ai ấy mà có ý định tham gia cái thử thách này ấy, thì chúng ta hãy đăng ký và tham gia ngay và luôn nha.